Ngay sau buổi họp báo vào chiều nay, cũng tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã diễn ra buổi lễ đón nhận thư khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, và Bộ Công an cũng đã tổ chức trao thưởng cho các đơn vị tập thể có thành tích trong đấu tranh chuyên án. Đến dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ và công an các đơn vị địa phương tham gia chuyên án. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao thư khen của Thủ tướng cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và các cơ quan liên quan. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương thành tích của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các lực lượng trong ngành công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển đã đạt được nhiều thành tích trong công tác phòng chống tội phạm ma túy, đặc biệt là triệt phá thành công chuyên án 626T. Phó Thủ tướng đánh giá cao lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn làm tốt công tác tham mưu, ban hành chỉ thị số 36 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Tôi cho rằng là với một cái lực lượng như thế này thì các đồng chí không chỉ làm giỏi về nghiệp vụ chuyên môn như tôi nói ở trên, mà các đồng chí thực sự làm cái lực lượng tham mưu nòng cốt rất là tốt cho Bộ Công an, cho Ủy ban Quốc gia, cho Chính phủ. Không chỉ là tổ chức thực hiện tốt cái chỉ thị của Bộ Chính trị trước đây, mà các đồng chí cũng là cơ quan tham mưu tổng kết nó, rồi trình Bộ Chính trị có chỉ thị mới, chỉ thị 36. Mà đặc biệt các đồng chí còn làm cái lực lượng cũng rất là nòng cốt để cùng với các lực lượng công an khác, đặc biệt là công an cơ sở, đảm nhiệm cái công tác vận động và các biện pháp rất cần thiết để phối hợp với cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, thậm chí đi sâu vào từng doanh nghiệp, từng gia đình để vận động nói không với ma túy. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tướng Tô Lâm đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Chính phủ với công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Bộ trưởng chúc mừng ban chuyên án đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc. Qua chuyên án này đã khẳng định được quyết tâm của lực lượng công an Việt Nam trong cuộc chiến với tội phạm ma túy, kiên quyết không để tội phạm lợi dụng Việt Nam thành nơi trung chuyển ma túy. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, trong cuộc chiến với tội phạm ma túy, hoạt động xuyên quốc gia như chuyên án này đã thể hiện việc hợp tác quốc tế có vai trò đặc biệt quan trọng. Diễn biến của cái tình hình ma túy rất phức tạp như vậy, thì sáng kiến của chúng ta là sẽ phải tổ chức một hội nghị cấp bộ trưởng ASEAN với các cái đối tác để khẩn cấp những cái việc này. Và như cái kết quả như các đồng chí nói là chúng ta có một cái tuyên bố là phải đoàn kết, phải phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi phòng chống ma túy ở cấp bộ trưởng, đại diện cho chính phủ các nước trong ASEAN để giải quyết vấn đề. Và hội nghị của chúng ta như vậy là kết thúc chưa được tháng đấy. Thì đấy là những cái thành tích rất lớn. Vì ma túy các đồng chí biết rồi, không hợp tác quốc tế không thể làm được. Không thể làm được. Chúng ta không hợp tác với Lào, với Campuchia, không hợp tác với Thái Lan, không hợp tác với Myanmar, không hợp tác với Trung Quốc. Không thể nào ngăn chặn được. Chúng ta có xây tường biên giới xung quanh những cái việc đó, nhưng chưa ngăn cản được những cái ảnh hưởng của ma túy đối với chúng ta như vậy. Đây là một cái loại tội phạm gọi là phi truyền thống, tội phạm quốc tế. Không một quốc gia nào đủ sức để có thể đối phó được với cái tội phạm này. Có tiềm lực, có năng lực, không thể làm nếu không hợp tác quốc tế. Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các đơn vị địa phương trong đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất ma túy tổng hợp do người Trung Quốc cầm đầu ở Kon Tum, Bộ trưởng Tô Lâm đã quyết định trao thưởng cho 34 tập thể đã tham gia đấu tranh chuyên án.